Và chúng ta sẽ nhận cái phần thưởng Ui hồi <laughs> Nhận này các bạn này Nhận thì thôi rồi cuộc đời luôn Nhận phát hết luôn này Ui 8 phần thưởng Vâng Hey, xin chào tất cả các bạn nhé Vâng, chào mừng các bạn đã đến với video của Nhóc Hòa Tê Mình là Nhóc Hòa Tê đây Lần đầu tiên được chơi nhau thế chúc toàn thể anh em có một ngày mới vui vẻ đầu ở bên gia đình và người thân Hiện tại thì các bạn thấy rằng là ưu đãi cuối mùa hè đã đến với chúng ta Và như vậy là mùa hè đã kết thúc rồi đúng không nào Chắc chắn rồi bây giờ thì đã, đã lập thu rồi anh em ạ Vâng và bây giờ thì cái ưu đãi đó chính là cái ưu đãi cuối hè mới đến với chúng ta Vâng ở đây thì các bạn thấy rằng là có rất nhiều gói ưu đãi đúng không nào Anh em nào có nhu cầu thì có thể IB nhóc MT nha Nhóc MT luôn hỗ trợ với tất cả tất cả các bạn rồi vào hôm nay thì chúng ta, chúng ta đã bỏ qua đi tất cả đi hôm nay thì chúng ta sẽ đến đó chính là cái sự kiện của ngày hôm nay thề với anh em là không biết là tất cả các bạn như thế nào nhưng đối với nhóc mt vào cái sự kiện ấy thì thật sự là giật mình các bạn ạ bởi vì sao giật mình bởi vì thật sự anh em là cái sự kiện bên trên là cường hóa một ngọc thì cảm giác rất là ok rồi anh em bay cúp hoặc anh em đi làm nhiệm vụ anh em đi farm thì rất là ok đúng không bởi vì đang cường hóa một ngọc rồi nhưng cái nhiệm vụ sau cơ thống trị bầu trời các bạn này không phải chém gió đâu anh em ạ à, nhưng mà nó đúng một lít luôn kéo phải cảm giác như là hai phát tay thì mới hết được cái nhiệm vụ này nó kiểu nó tảo phí lù nhất từ trước đến nay anh em ạ à, nó cực kỳ nhiều luôn đây các bạn thấy rằng là thống trị bầu trời này tức là có những đơn vị bay nào ấy thì nó cho hết vào đây làm nhiệm vụ luôn hai thầy thuốc vâng nhiệm vụ hai thầy thuốc thì sẽ là một cái thuốc tướng và 15 game 200 điểm kinh nghiệm Thì thật ra là nó cho nhiệm vụ như vậy thôi Còn anh em đánh như thế nào Đấy là việc của anh em đúng không nào Nếu ừ, như anh em nào mà đi sư queen đánh lơ vẫn được Thì anh em vẫn có thể lấy cái nhiệm vụ này Sau khi làm xong cái nhiệm vụ này Thì anh em sẽ chuyển sang đánh uh, balon Nhưng mà mình có cảm giác như vậy thì nó lâu quá Đúng không nào Chính bởi vậy mà hôm nay nhóc của T sẽ gói gọn luôn Vào một cái combo vào một cái combo thôi các bạn nhá đi pha chắc chắn là anh em sẽ lấy những cái trận chiến thắng là rất là dễ dàng thôi ở đây thì mình sẽ đọc qua đó chính là cái list uh, nhiệm vụ này cùng với tất cả các bạn nhá vâng cái nhiệm vụ đầu tiên đó chính là phải sử dụng hai thầy thuốc cái phần uh, thưởng kinh nghiệm cũng như là game thì mình sẽ bỏ qua nhá mình sẽ đọc những cái phần thưởng cuối thôi bởi vì có mỗi phần thưởng cuối là khác nhau thôi sự kiện uh, chiến thắng trận chiến những người chơi phải sử dụng uh, đó chính là sáu ba lon thì chúng ta sẽ được một sẻng chứa ngại vật này phải sử dụng một dòng lửa thì chúng ta sẽ được năm nhẫn tường thành. Vâng, ba tiểu long thì chúng ta sẽ được đó chính là một thuốc nghiên cứu. Rồi, à 14 neon thì chúng ta sẽ được đó chính là một thuốc à, cường hóa tài nguyên. Rồi, đây, một à, nham khuyển thì chúng ta sẽ được cường hóa huấn luyện các bạn ạ. Vâng và một điện long thì chúng ta sẽ được cường hóa thuốc sức mạnh. Ok, đó chính là cái list nhiệm vụ của ngày hôm nay Ở dưới đây thì anh em đã làm xong cái nhiệm vụ siêu cung thủ chưa Và có cả cái nhiệm vụ đó chính là cái nhiệm vụ Và anh ta đã trở lại còn hai ngày 15 giờ nữa này 150 game Cái nhiệm vụ này thì thật sự là bên này mình rời cày Chính bởi vậy mình không làm thôi Chứ còn này các bạn thì mình nghĩ rằng là anh em lên làm các bạn nhá Rồi, sẽ không để anh em phải chờ đợi lâu nữa đâu Bây giờ thì chúng ta sẽ đi triển chiêu luôn à, Và cái combo của nhóc đi đánh là cái gì? Cái combo mà sẽ tạo ra một cái trận chiến thắng hết tất cả những cái list đó là cái gì thì đây các bạn nhé combo đó chính là ba con ôm bom này sáu con ba à, lon này mình sẽ có lẽ mình sẽ tạm dừng lại cho anh em ui ôi dã luôn dã luôn nhỉ dạ. ui rồi ôi quẩy luôn quẩy luôn quẩy luôn đây các bạn nhé ba ôm bom à, sáu ba lon bốn huler, à, healer vâng bốn dòng lửa ba ba bi mười bốn ngon nhon và một con nham khuyển Chắc chắn là anh em sẽ hỏi đó chính là con điện long đâu đúng không nào Thì con điện long của mình đang được giấu ở trong nhà hội thành các bạn nhé à. Rồi, sư queen luôn, chơi đã phải chất luôn đúng không nào Nhà mặc dù, thật ra là anh em nên đánh những căn nhà như thế này thôi Bởi vì uh, cái nhà thì anh em cũng biết rồi Cái nhà thì các bạn cũng biết rồi, đó Có ồm bom vào luôn này Rồi, cho bà bì cắt góc, cắt ghế, các kiểu này hiểu luôn nhá cái đường dưới này mình không cắt kịp này các bạn này <laughs> Queen nó chạy hết xuống dưới rồi. Ok, thôi cũng được không sao cả. Cho Queen chạy dạt xuống dưới bởi vì vào chính kia mình thấy rằng là nó cũng bình thường thôi, chẳng có cái gì cả. Đây rồi, Barbie cắt góc các kiểu luôn, các kiểu đà điểu luôn, cho có lẽ rằng là hướng 12 giờ luôn các bạn nhá. Rồi đấy. À rồi, có một lava. Và... Đấy, con Queen thì cứ làm nhiệm vụ đấy thôi. Đây rồi, đây rồi, có lẽ rằng là mình sẽ đục vào cái hướng đó chính là cái hướng nhà chính ở đây nhá. À mình sẽ đục cái hướng dưới này đi Mình sẽ đục cái hướng dưới này đi Để cho nó phê luôn đi Cho kinh vào đây này Rồi để cho con queen ở đường đấy thôi các bạn nhé Dòng lửa luôn này Có một lava luôn này ba lon đá luôn này Ờ à, Lại quản giáo chế độ bay luôn này Vâng Chế độ luôn đó chính là cuồng lộ luôn Chắc chắn là con queen của mình sẽ làm rất tốt cái nhiệm vụ rồi Thì mình cũng không sợ quá nhiều nữa các bạn ạ Rồi ơi Quá là bao phê luôn kìa Lava lổ rồi anh em ạ bà lon, dòng điện đâu rồi Vẫn cứ còn các bạn nhá Bịch độc mình vẫn có nhưng mà mình cứ để dành thôi Bây giờ thì có lẽ mình sẽ lém rơi Các bạn tùy các bạn thôi Các bạn lém rơi kiểu gì cũng được Các bạn lém rơi ở ngoài này cũng được nhá Bởi vì các bạn có những bình băng Nên các bạn cũng không sợ quá nhiều đâu Đó anh em thấy không Trời ơi quá đơn giản, quá dễ chơi Và cực kỳ dễ trúng thưởng Đúng không nào, gồng đại quản giáo lên nhá Gồng đại quản giáo lên các bạn nhá Trời 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 Ủa ôi còn Mion nữa à? Còn Mion nữa kìa Bá đạo chưa các bạn ơi Con nhà chính có vẻ cứng quá nhỉ Cho thêm mình băng nữa nhá Rồi con nhà chính này hơi cứng nè Dễ dàng quá với căn nhà này ai à, Nhả 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 cái này ra nhá Để lấy dòng điện nhá Ôi chết 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 Nhả 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 Mion <laughs> Xít nữa nữa đơm xong mà mình chưa kịp nhả Mion Thì lại cháy Cái đấy kiểu gọi là bị cháy Cháy nhiệm vụ đây anh em cháy nhiệm vụ là không được đúng không nào? À, bây giờ thì à, chúng ta sẽ đi về và xem à, cái trận đầu tiên với lại nhóc MT Xem cái list, à, ui, 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 ui ui ui, tất cả đều hoàn thành các bạn nha 8 rồi 1 trên 8 tất cả vâng và, và mình cũng mong rằng là nếu như anh em nào mà đang à, H11 Hiện tại thì các bạn để ý rằng là cái list này mình đang dành cho cái danh trại H11 này Bởi vì mình vừa lên thu hôm H12 thôi cái uh, danh trại này mình vẫn chưa nâng cấp được, chính bởi vậy mà anh em nào đang ăn 11 thì hoàn toàn chơi combo này được nhá. Còn anh em nào ăn 12 thì thêm được 20 đơn vị nữa thì các bạn sẽ thêm một con rồng vào là ok. Rồi, chúng ta lại tiếp tục đến đó chính là cái trận thi đấu thứ hai nhá. Bởi vì anh bởi vì tất cả các bạn đang đó chính là làm cái nhiệm vụ này các bạn nhá. nên chính bởi vậy mà anh em cũng không cần phải tìm nhà khỏe đâu, nó cũng không bắt anh em phải đánh nhà khỏe, các bạn uh, đang làm nhiệm vụ, các bạn tiện farm thì các bạn cứ làm luôn. Đó chính là tìm ra những căn nhà thật nhiều dầu vàng và các bạn chơi thôi nhá. Rồi ok, à, sẽ lại tiếp tục là số queen này. Các bạn nhớ thả hết quân nhá, không bị cháy quân giống như kiểu à, trận kia của mình suýt nữa bị cháy quân các bạn ạ. Ờ à, okay. trận này mình sẽ cắt góc cắt ghép cho nó hẳn hoi tử tế một tí thi nhá. Để cho queen nó đi vào cho mượt hơn. Có ba ôm bom dành cho con queen này. Rồi, có đục được không? Đục được đấy. Đẹp luôn, đẹp luôn, đẹp luôn, đẹp luôn. Đẹp luôn trời ơi đẹp quá đẹp quá đẹp quá kìa tiếp tục kìa mình sẽ à, lém những con à, ôm bom đi vào các bạn nhé Chom, à rồi cũng chẳng cần đâu mình đã, đang định à, sẽ cho một cái gì đó vào nhưng mà thật ra là mình thấy cũng chẳng cần thiết đúng không nào Đấy, tiếp tục thì chúng ta lại có đó chính là kinh này vâng và dòng lửa thôi đúng không nào dòng lửa thôi lava thì đây lava đây rồi ba bi đây Cho này, đẩy luôn mion anh em nhé khô máu là đây luôn ba lon vào luôn này đại quản giáo này máy bay bà già các kiểu đà điểu này rồi mỗi tội trận này mình đẩy dòng lửa nó nó, nó hơi trách một tí thì anh em thông cảm nhá nó hơi lệch lệch đàn một xíu xíu thôi cũng không sao cả nói chung là nó vẫn là ok thôi gồng con kinh đây này à bướng quá nhỉ con con kinh 28 mươi làm gì mà ban căng nhau thế chứ rồi ơi làm gì mà ghê thế tôi ơi làm cái gì mà ghê vậy hả tôi ơi ok đường này thì sao Đường này thì cũng êm rồi anh em ạ Thả bát peo rơi thôi Nhẹ nhàng và chúng ta sẽ chiếm lấy tình cảm một căn nhà này <laughs> à, Chúng ta sẽ chiếm lấy tình cảm một căn nhà này thôi nha à, Có một bịch độc mang đi gọi là dự phòng dự trữ thôi cũng Chẳng có cái gì cả Ôi một xíu nữa thôi thì rơi của mình bốc khói kìa rồi tiện hết rồi anh em ạ gồng con queen lên và lém lốt bình băng thôi căn nhà những cái căn nhà đi farm như thế này các bạn làm nhiệm vụ thì các bạn cứ tìm ra những căn nhà nào nó cá đuối một tí ti và các bạn làm nhiệm vụ bây à, giờ thì trong uh, ta sẽ làm 8 trận liên tục và đến một uh, hai cái trận cuối nhưng có thể sẽ sâu anh em xem nha rồi ok các bạn ơi thì như vậy là mình đã làm xong 7 cái trận rồi các bạn này chỉ còn một trận cuối cùng thôi các bạn ạ chỉ còn trận cuối cùng thôi chính bởi vậy mà mình sâu lốt cái trận cuối cùng và cũng như nhận phần thưởng cùng với tất cả các bạn nhá bây giờ thì à, có lẽ anh em ở đây sẽ đi quẩy lốt trận cuối cùng với anh em nào háo hức quá rồi các bạn ạ thật sự rất là háo hức rồi rồi bây giờ thì tìm một cái trận đấu thật là đẹp thật là ngon rồi một triệu tàu vàng luôn nha để quẩy với anh em thật là phiêu luôn nhá rồi ấn tìm mãi mà không thấy được con nhà nào thật sự ngon cả ui ôi vừa nói xong rất câu này trời ơi có luôn các bạn ạ có luôn vâng chúng ta quẩy luôn thôi đúng không ạ cái lọ cường hóa kia của mình hết rồi các bạn ạ chính bởi vậy mà mình uh, tiếp tục đẩy lọ cường hóa này để chơi cùng anh em nha ok có queen này có con ba bi chạy góc dưới này đi nhờ. cho một con ba lon vào đây nhá các bạn nhá và một con ba bi vào đây á à, trời ơi đâu rồi đâu rồi ai chà, ai trả infelo một tia cơ à ghê quá tôi nha vâng mình chỉ có ba con ôm bom thôi các bạn ạ rồi trả lời uh, cho con kinh chạy góc ngoài này nhá Ờ, bây giờ thì mình sẽ đẩy quân thôi này ba bi các kiểu luôn này lava rồi các kiểu luôn vào luôn uh, các kiểu luôn uh, có lẽ rằng là mình sẽ không đại quản giáo luôn mình định đẩy ô um, oh, À, x bao mặt đất nó bắn. Trời ơi, thể nào mà nó sát vậy. Bên trong quân hội của mình là gì nhỉ? Bên trong quân hội của mình là gì nào? Bên trong quân hội của mình là là cái gì cái gì cái gì nào? Chúng ta cùng quẩy nào. Ui, một con rồng điện các bạn ạ. Như vậy thì quá là phiêu rồi đúng không nào? Quá mobi phiêu rồi còn đâu nữa, Mion đẩy lốt thôi các bạn ạ. Không tí lại quên mất đi thì lại dẹo như cái kẹo luôn. Ơ à? Có mỏ chim đứng dưới này Thế mà mình không để ý ra Trời ơi Còn có mỏ chim anh em ơi Đóng băng lại nha Mình cứ ngỡ rằng là Con mỏ chim ở đâu cơ Hóa ra con mỏ chim ở góc dưới cùng này Bình băng lém lốt vào đây cho con Queen các bạn nhé Rồi Ô oh, Con Queen này bắn lâu vậy Và <laughs> cái trận đấu cưới cưng Đúng một triệu dầu vàng luôn rồi và chúng ta bây giờ Thật ra là mình gần như đánh xong rồi anh em ạ Nhưng mà cảm giác như tim rất là đau Đập nó dồn dập luôn anh em ơi Ở đây rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ đi về Và chúng ta sẽ nhận cái phần thưởng Ui hồi Nhận này các bạn ơi Nhận thì thôi rồi cuộc đời luôn Nhận phát hết luôn này Ui 8 phần thưởng Vâng Phun cọc phun kim luôn Cái này đúng kiểu phun cọc phun kim luôn Trời vào đây này 3 trên 5 4 trên 5 1 trên 5 5 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 trên 5 Trời ơi, thật sự là nó bao phê Nó bao phê luôn đấy anh em ạ thật sự là nó bao phê luôn đây có cái sẻng này thì mình sẽ sử dụng luôn các bạn nhá sử dụng luôn cái sẻng này này Đấy, à đi vào đây và chúng ta sẽ đặt vào đây như vậy là cái bánh của mình mình đặt ra được một hàng ngang rồi anh em ơi vâng và hôm nay thì có lẽ rằng là cái video của mình cũng kết thúc tại đây hẹn tất cả các bạn vào những video sau và không biết rằng tất cả các bạn đã làm xong cái nhiệm vụ này chưa hãy cứ để lại comment bình luận của mình ở phía bên dưới các bạn ơi và giờ thì xin chào hẹn gặp lại tất cả các bạn nha Oh, <laughs>